Hi, xin mến chào tất cả cô chú anh chị đến với kênh Cây Cảnh Mini. Và hôm nay là ngày 4 tháng 5 năm 2021. Thì hôm nay con lên một cái lô là linh sam siêu bông dạng bụi nha cô chú anh chị. Linh sam siêu bông dạng bụi. Và mấy cái dạng bụi này thì nó được, nói chung là được cắt tỉa nó tròn tròn ha. Nó cũng như cây này mã số 281 này, nó bị trong quá trình trồng cái nó bị gió nó bị nghiêng. Nhưng mà mình trồng đứng lại cái bộ tạng của nó vẫn tròn tròn que luôn nha cô chú anh chị. Đó, mấy cây linh sam siêu bông này thì mình chơi bông ha. Tí xíu nữa con sẽ có ghép cái mấy cái hình bông linh sam siêu bông vô cô chú anh chị có thể tham khảo nha. Còn và chiều cao mấy em này là tầm khoảng là 72 cm nha cô chú anh chị. Đó. Nói chung là cao tới ngọn luôn á, là 72 cm ha. Còn chiều cao mà tới cái dây cứng luôn á là 63 cm. Nó mấy em linh sam siêu bông này á thì ở dưới á là quấn được một cái dáng quái ha. Đó, quấn được cái dáng quái nè. Cô chú anh chị cũng có thể thấy là cái dáng quái này là cái hoành của nó là khoảng 10 á nha cô chú anh chị. Nếu như đo tại khúc này là khoảng 9 nè, 9 10 nè. Còn ở đây là trên 10 nè. Này là gần gốc ha. Đó, nhưng mà hiện tại thì đo không được tại vì nó gần đất quá. Nó nhưng mà nó có uống một cái dáng quái đây sẵn nha cô chú anh chị. Nó nếu như cô chú anh chị không thích chơi dạng bụi nữa, cô chú anh chị có thể chiết những nhánh bự này ra. Mình lấy mấy nhánh bự này mình nuôi trồng ha. Nó mình nuôi trồng mình chơi mấy cây con mình uống dáng mini đó. Rồi xong mình cũng có cái cây dáng quái này mình chơi luôn. Một cây như thế này thì con giao lưu giá có 220.000 hả cô chú anh chị ơi. Giá này là chưa bao gồm phí vận chuyển nha cô chú anh chị. Cái bầu đất. Bộ đất này với cái bó thêm giấy cái này cho để cho cái bộ tàng này nó an toàn đó. Là phí vận chuyển nó tầm là 60.000 một cây này nha cô chú anh chị. Tại vì con quấn thêm nguyên một cái bộ giấy nó rất là to. Nó để cho đảm bảo cái bộ chi tàng này nó an toàn khi về tới cô chú anh chị ha. Và cái dáng quái này nè, đó. Khi mình không thích chơi dạng bụi nữa mình có thể cắt ra mình làm bonsai. Hoặc là mình về mình vô cái chậu bự liền luôn, mình chiết mấy nhánh này, mình chiết xong rồi mình cắt bớt này kia cho nó nhỏ lại ha, cho cái bầu đất nó nhỏ lại đằng mình chơi một cây bonsai luôn. Nó có cái dáng quái sẵn nè. Rồi con xin vô đầu tiên giới thiệu nha cô chú anh chị. Rồi cây đầu tiên là cây mã số 281, con xin giao lưu với tất cả cô chú anh chị giá 200k ha. Ý con xin lỗi, 220k. Thì đây, đó con xin lấy cái giấy bút lông ha. Đó, cây này là mã số 282 giá 230k nha cô chú anh chị. Đây, để con quay nè. Cái bộ tàng này của nó là khoảng là 40 cm đó nha cô chú anh chị. Đó, cái gốc này bự lắm nha cô chú anh chị ơi. Gốc này là khoảng 10 á, trên 10 luôn. Cỡ 11. Đây còn lấy cái giấy bút lông so sánh nha. Đó. Bự lắm. Gốc khá là to nha cô chú anh chị ơi. Rồi cây mã số 282 có giá là 230k nha cô chú anh chị. Đó. Mã số 282 có giá là 230k. Tiếp theo là mã số 283. Mấy cây này thì chiều cao trung bình của nó là 55 cm nha cô chú anh chị. Nó chiều cao là 55 ha. Hoành gốc của nó thì có cây bự cây nhỏ ha. Nói chung là mấy cây này là tàn tròn về mình chơi bông. Đó. Gốc là bự hơn cây giúp lông ha. Rồi cây mã số 283 có giá là 220k nha cô chú anh chị. Nó cây nào cũng có quấn dáng quái sẵn ha. Cây nào nó cũng bộ cái tàn tròn tròn vậy nè. Nó con quay lại mấy cây cũ nữa ha. Bộ tàn tròn que luôn. Vì mình chơi bông bá đạo. Rồi tiếp theo cây 284 nha cô chú anh chị. Có giá là 220k. Nó rất là to hơn dưới bút lông ha. Chiều cao là tầm 55 cm trở lên.
Rồi tiếp theo là cây mã số 285. Cây này cái gốc nó cũng bự bằng cây 282 dưới đó của chú anh chị ơi. Nó gốc nó bự tầm đó đó. 10 11 ha, bự lắm. Cũ nở. Nó cũng quấn cái dáng quái luôn ha. Rồi mã số 285 có giá là 220k. Tàn tròn que luôn nha cô chú anh chị. Đó, một cốt tàn tròn, dạng bụi. Một cốt nhưng mà dạng bụi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cây 286, cây này có giá là 130k nha cô chú anh chị. Cây này thì nó cao tầm 75 mà. Cây này nó có giá 130k là vì nó không tàn, nó không được tròn nha cô chú anh chị. Nó lọt sọt ha, tàn nó không được tròn đều cho lắm. Như cây thứ hai nữa, nó bị tét nhẹ chỗ này nè. Đó, nó bị tét chỗ đó đó ha. Nhưng mà cô chú anh chị cứ yên tâm, cái vết tét này không sao hết. Tại vì nó tét lâu rồi và nó đang lạnh ha. Đó, nói chung là nó sống ổn định bình thường đó giờ, không gì hết. Rồi cây này mã số 286, con vô lưu giá 130k nha cô chú anh chị. Nó cũng có quấn cái dáng quái sẵn này ha. Nếu như cây này cô chú anh chị mình mua gì chiếc nhánh là mình không có lỗ nha, mình chiếc đầy nhánh nè. Đầy nhánh nè, đầy nhánh nè. Ba nhánh là hãy dư 130 nha cô chú anh chị. Mình có được cái gốc nè, thêm cái dáng quái nữa. Nó rất là ok luôn ha. Rồi. Mã số 286 là 130k nha cô chú anh chị. Đó. Rồi tiếp theo đây là mấy cây linh sam siêu bông loại 46.000 con giới thiệu cho thêm trong clip này ha. Cái chiều cao mấy em này là tầm khoảng là 35cm nha cô chú anh chị. Những em này là cao khoảng 35cm à. Đó. Nói chung là cao tầm 35cm trở lên nha cô chú anh chị ơi. Chi tàn khá là ok nha. Mấy cây này về mình uống kiểu bonsai nha cô chú anh chị. Đó. Siêu bông. Cao từ 35cm trở lên. Cây một cốt, đa số là một cốt nha cô chú anh chị. Đó. Rồi con xin mấy cây này thì con xin giao lưu là giá là 46.000 một cây nha cô chú anh chị. Đó, rồi con xin tạm dừng video tại đây. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã xem ạ. Chúc tất cả cô chú anh chị có một ngày tốt lành vui vẻ nha. Rồi con xin tạm dừng video tại đây.